Thưa quý vị, Nhật Bản làm ngơ trước các lời cảnh báo từ Trung Cộng, tin từ Tokyo. Chính phủ Nhật Bản đã phủi tay bất chấp cảnh báo từ Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Một nhóm cư dân Nhật Bản đổ bộ lên các hòn đảo còn tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất châu Á. Các cơ quan thông tấn xã Trung Cộng nói rằng chính quyền Trung Cộng đã gửi hai chiến tuần dương hạm trong nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ các quần đảo đang tranh chấp chủ quyền. Các ngôn từ ngoại giao chỉ trích Nhật Bản đã chơi trò thử lửa với Trung Cộng. Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về nguồn tin. Hai chiếc tuần dương hạm Trung Quốc đang hiện diện trong khu vực tranh chấp chủ quyền, và nếu nguồn tin đó là sự thật thì Nhật Bản sẽ có thái độ đích đáng. Cả hai quốc gia Nhật Bản và Trung Cộng đang có các căng thẳng ngoại giao liên quan đến các hòn đảo chủ quyền. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura, trả lời tới thông tấn xã địa phương rằng nếu bất cứ một bóng dáng tàu chiến ngoại quốc nào tiến vào quần đảo Điếu Ngư thuộc khu vực chủ quyền của Nhật Bản sẽ bị bắn hạ. Nhật Bản kêu gọi các tàu chiến ngoại quốc không nên có những hành động khiêu khích quân sự. Các nhà địa lý và hải dương học Nhật Bản đưa ra báo cáo, quần đảo Điếu Ngư có nhiều tiềm năng khai thác kinh tế, bao gồm tài nguyên hải sản và khí đốt thiên nhiên dồi dào. Thống đốc Shintaro Instaro muốn mua các hòn đảo Điếu Ngư và chính quyền địa phương sẽ chính thức khai thác tiềm năng kinh tế. Cả hai quốc gia trong khu vực tranh chấp chủ quyền Việt Nam và Philippines cũng nhiều lần lên tiếng phản đối về hành động xâm chiếm chủ quyền một cách ngang trái tại Biển Đông Nam Á. Tại Trung Cộng, hàng trăm dân chúng xuống đường tuần hành phản đối chính quyền Nhật Bản với biểu ngữ quần đảo DLU thuộc về chủ quyền Trung Cộng. Nhật Bản phải đối phó thiên tai và động đất ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia, nay lại căng thẳng ngoại giao tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng ngày càng một gia tăng. Tuy vậy, quốc gia Nhật Bản vẫn bất chấp các lời cảnh báo từ Trung Cộng và tiếp tục cho phép dân chúng đổ bộ lên các hòn đảo Điếu Ngư du lịch, vì cho rằng các quần đảo này hoàn toàn thuộc về chủ quyền lãnh thổ quốc gia Nhật Bản.